Lâu quá mình không đăng video à, tại vì mình đi làm nên không có đăng video xin được. Hôm nay mình sẽ nói về cái bành mà anh em thường làm nè đó. Nhiều người không biết, không biết là cái bành này làm như thế nào hay là nó ăn sát kia luôn. Đây nó ăn sát kia luôn nè đó. Nếu mà các bạn ăn sát kia vô cũng được nha. Đó, ăn sát vô cái bành trong đây nè. Trong đây nè. Đó. Ăn sát vô. Ừ. Mình bắt. Mình ăn gan đây. Quay cũng được. Hay là đây quay cũng được. Bình thường cả. Bản này là làm lòng thành phẩm thôi nên có chỉ cho các bạn. Đây lòng mình làm giống như thế nè, các bạn thấy không, cái này qua đây, cái này vô đây. Đây các bạn làm sao thì ăn gian nè đó. Mỗi một nang các bạn vừa lại một khúc thôi, mỗi nang vừa lại một khúc, mỗi nang vừa lại một khúc, mỗi nang vừa lại một khúc đó, thì nó sẽ ra được như vậy. Nói chung là lòng vuông hay lòng tròn thì nó cũng như nhau nha các bạn. Quan trọng là ăn gian cái này thôi. Nói chung này cũng dễ làm cũng không khó. Nhưng mà có nhiều người nhìn thì không biết. Nhiều người nhắn tin hỏi mình thì không biết. Thì hồi mời quá không quay dây gõ thì các bạn xem. Đó. Cái khúc mà cuối này nè. Đó. Các bạn bo này nè. Bo vòng lại. Ăn cái vô, còn có cái giữa thì bạn đi đi kéo xuống là được, là ra được cái lực hồi. Đơn giản chứ không có gì khó hết. Cái bàn này nói chung là đơn giản không có khó nha các bạn. Ăn gian ở đây, ăn gian ở đây luôn. Nếu mà bạn muốn ăn gian trong đây á thì các bạn trường thằng thằng này luôn, giống như là một thằng á, một thằng thì ở ngoài, thằng ở trong, thằng ở ngoài, thằng ở trong, thằng ở ngoài, thằng ở trong vậy á. Chẳng được nhưng mà nó hơi lâu xíu thôi nha các bạn. Đó. Thôi các bạn nha.